tưởng nhà mình ăn chay nữa nè. Siêu ngầm nữa nè. Em cùng mẹ mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cả nhà. Ngày mới em cùng mẹ mến chúc tất cả cô chú anh chị và bạn luôn nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cô chú anh chị và bạn ơi, hôm nay là em cùng với lại mẹ sẽ vào bếp nấu một món ăn bồi bổ cho gia đình, đó là xương hầm với lại củ cải đỏ, củ cải trắng và bắp. Có thêm tép này hồi làm gì giờ vậy mẹ? Rang mặn muối chanh đúng không? Dạ. Cái này là tép xong luôn cô chú anh chị. Này tép này là nó rất là dẻ luôn. Mình luộc lên là nó thịt nó chỉ là giật có chút xíu thôi. Còn tép nuôi là nó bọng thang, còn này nó đặc đặc cứ ngắt luôn tép luôn. Thôi giờ em cùng với mẹ vào bếp chế biến món ăn thôi cô chú chị ơi. Em mời cái nhà giúp biết của mình nha. À, này ăn món sang nữa rồi đó. Để con kiếm lửa cho. Hôm qua con đi về con có đem chả cá Nha Trang mà ngày mai có gì cái mua miếng đậu. Đậu về cái xào ăn nè. Hôm qua em đi đám rồi cái ông anh ông cho em được miếng chả cá Nha Trang. Anh cũng bán luôn cô chú chị. Bữa nay trời gió hiu hiu mát quá nè. Bữa nay cũng con thấy cũng ít nắng rồi quá. Chút xíu nữa. Chút xíu nữa là xong rồi cái ăn cơm xong con đi dở 22 cái lợn biết còn đủ không? 22 cái vậy? 22 cái biết còn đủ không? 60-70 cái còn 22 cái vậy? 70 cái. Con nhúm mấy cái bếp đây nó coi con thấy mẹ. Cái con kinh này nè là con đặt đó là con thấy là nó được lắm, tại vì nó hóc với lại chà với lại mấy cái bụi nhiều á, nhưng mà không biết chứ chứ giả biết sao rồi. Sợ là sợ người ta thăm của mình thôi, chứ còn đặt cái chỗ đó là không bảo đảm 100% là có cá. Ta mượn thôi. Ta mượn hết rồi, 70 cái mà mượn hết tính ra là 48 cái rồi. Chắc ta mượn cho khoảng 40 thôi, còn 8 cái kia là kiểu như con quên chỗ. Ta mượn chỉ 40 rồi. Gì vậy hai đứa? Cái gì nữa? Đi con. Ê bạn như vậy nha, bạn nha, mà tôi hỏi như vậy là gió dặn một cái cũng xong. Giống như biết bị chóng quá nè. Nấu cơm cạn con dễ nấu chứ nữa con chắc con dở quá. Nước gì chứ có gì đâu. Cũng ít có chắc. Con nói chứ mình nấu súp mà có bắp có này chứ ngon. Đi phái. Đi phái cạp. Sau cái đầu chút mình.
nước sau đây mình trụng thịt. Sao bự bự. Củ hành vô. Có hành vô cái hôm đó. Mình cho củ hành với muối vô nè, mình cho thịt vô trụng. Bởi vì bữa nay có sương sương nghe cảm phái lắm luôn đó. Ngộ thiệt, thịt phái phái cạp xương. Cạp xương thì ăn khổ, không có phái cạp xương à. Đụng vậy cái nó ra cái nước của nó. Mình thịt mình trụng nên mình rớt ra mình rớt. Nồi cơm qua đây cái mình lấy ra bên đó mình nấu canh. Bên đó dĩ nhỏ nồi cơm, bên đó dĩ lớn nồi canh. Cho nước vô để mình hành. Anh có bầu cái mệt cái lúc này mới ngủ nhiều. Có bầu á cái mệt mệt ngủ nhiều. Hết còn chí chế chí chế. Bớt ăn xăng rồi. Bớt ăn xăng lộn xộn rồi. Vậy đó mà ai lỡ biết rồi biết rồi. Nước sau thì mình cho thịt vô. Còn xế cơm nè. À. Thịt nãy mình trụng mình rửa sạch cho nè. Với lại mình trụng mà mình có bỏ củ hành vô cái thịt thơm đó nè. Cái bữa mẹ cũng quên bỏ. Bây giờ chắc quên quá chị quên chứ. Bữa này có khác. Trụng có khác. Cho nó sâu lên cái mình vớt bỏ cái thịt thả bắt. Con nói à, con mà nấu cơm cạn là nấu được lắm, còn nấu cơm chắc cái nhiều khi cái đổ nước mới vậy đàn ông trai xới cơm cái tay xới cơm cũng khác dễ cầm giờ sắp sợ đấy không xới làm sao không hỏi miệng tùm lẹm chứ mày không mà mẹ thấy con con ngon đâu mà sắp sợ đấy không bung 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 rồi đó không mà cái chả đầu nữa đó không mấy còn cái lấy cái tôi cho mình lo cái rồi nhiều lắm mà thay cái mới nữa thì mẹ ngâm hết rồi. Xương nó ngang mềm rồi. Bây giờ hồi súp mình nấu từ giờ thì mình thả bắp vô. Súp này ngọt ngay. Hai cái bắp luôn. Trong nguyên nay nó cạp đã luôn, phá cạp đó, răng cỏ bà xí bà tú mà cạp không à. Cho củ cải trắng vô luôn. Củ cải trắng vô nước cái trong nước nó ngọt rồi. Củ cải đỏ thịt lát mình cho vô. Qua trời hai cái bắp. Sao mấy cái gạch mà dán cho mấy cái lò dở mẹ chết chơi. Mình chỉnh nóng quá. Okay. Cái giò này mà nó nóng rồi cái là thôi lửa than thôi là cũng sôi ầm ầm luôn mẹ. Ừ. Chỉ nóng mà mau lắm. Xí vừa rồi hết. Nắng nắng nè, tháng 10 chưa khỏe à.
không mà mình chịu khó chứ mọi cái nước nó trong gắt. Mình để kẹo mới quên mua mà đường phèn hoài vậy. Sức nó cũng sâu chị rồi. Nó cũng mềm chứ mình cho cũng chảy vô. Bữa nay gió gió nhẹ nhẹ gì ra được mà. Vừa mát mà kiểu như không có mạnh đó, chứ gió lớn cái xong rồi cây nó xào xào xào, xào rồi ra xong cái bạc nó bay phất phơ phất phới. Gió nhẹ nhẹ đủ mát. Ngộ nghe đúng là ông trời còn không làm gì. Dùm nêm luôn đi. Đường, muối, bột ngọt với hạt nêm cho lên. Mạnh quá cũng được, nắng quá cũng được, mà không nắng cũng không chịu. Ba ngày trước không có miếng gió, không muốn chết luôn. Gió quá chịu không nổi nữa. Còn riêng chút xíu mình lên mình hạ mỏi cho mình. Giờ nồi súp nó chín rồi nè. Mình nêm hành vô. Cho hành vô mình nhắc xuống. Quá thơm luôn. Quá sức sắc cái đó sắc. Cho miếng nước mắm. Nó quá trời nó bụng. Quá trời nó bụng nè. Quá trời nó bụng. Chưa đâu còn hàng đó bụng dữ nha. Miếng tiêu vô nữa. Hắt mùi lên đó. Tép rồi gan rồi quá cái nồi qua đây cái gan tép luôn rồi là dọn cơm lên ăn rồi. Biết giờ này mấy giờ để coi. Biết giờ. Cứ bé Vi. Thì mẹ gan tép mẹ con đi rước bé Vi chứ. Còn là 5 phút nữa. Chảo nắng mình cho vào vô. Này nắng quá. Để cứ cái thôi về mồ hôi mồ háo tao nhiều. Mày dậu nóng rồi nè, mình cho tỏi của hạt đi. Tỏi nó vàng hút vỡ qua canh chút. Canh chút vỡ thơm. Có dừng xe con. Nay đội nón đẹp quá bà nội mua nón đẹp quá trời đẹp luôn. Hôm nay nổi một lễ hội về. Một ừ. Rồi giờ cho chở con về nha. Hello. Hello. Bạn. Ừ. Ừ. Giờ về nha. Đói bụng chưa? Rồi, bye bye hai đứa nha. Bye bye. Ừ. Chào. Nói chuyện lớn lên á. Ừ, bữa nay nói chuyện nhiều nhiều lên nha. Ngồi đứng lên không? Cô chú chị và bạn ơi, món xương hầm bắp ngô như là củ cải trắng và củ cải đỏ đã chín, như là tép mà em đã gan rồi. Mời cô chú chị và bạn ăn cơm cùng với lại gia đình của em nghe. Mình mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Mời chú cũng con mà cả nhà cũng con. Rồi ăn con giỏi. Bé Huy gái ăn nhiều nhiều nghe bé Huy. Nam nhà mình lại ăn sang nữa nè. Con chấm lại bữa nay. Tiếng này miệng. Có gì chắc tụi bắt bé Huy phải là đúng không? Ăn cho con mình có tiêu rồi nè. Miếng tiêu. Mình có tiêu rồi. Mình nó đi. Bé Huy là phải xương. Có thịt chút xíu cái cạp nè con. Ừ cầm cạp nha. Phải lắm mà. Nghe lại đây nha. Cho nó ngủ. Cảm ơn cha. Ừ giỏi. Cái này ngon rồi mẹ. Cảm ơn.
ở bên đây là đĩa xương. Bên đây là đĩa xương. Còn hấp nước canh trước cái ăn sao? Cái này yếu mình quá đi nắng. Có mấy đi rượu mà sáng ngày hấp nước canh nữa. Hấp xong mà khỏe cái ăn đâu mới nổi. Ôi ngon quá mẹ ơi. Ôi ngọt ngọt mẹ ngọt mà. Còn ngọt bắp gì cũng cà trắng á. Cầm đạp không con, dễ ăn nước con. Ừ quá hả? Ừ đúng rồi. Mềm mà đúng rồi nha. Mẹ hầm lâu lắm luôn á. Này nhà, nhà mình ăn sàn thế mấy quên bé Việt. Việt hầm Việt bắp. Sàn không Việt? Đúng với lại ăn vô nổi nào Việt. Đúng với lại món mà bé Việt thích luôn. Mẹ da ngon mẹ. Dạ chấm mắm chồng á. Ừ. Hầm cái mắm chồng ngon. Dạ. Ăn xong này con cũng chạy đi lên đồng, cái này nắng dữ à. Thơm ngon quá. Hết xong mãi nhìn nào mà. Ừ. Cục cà trắng đây. Đây là chan chan. Chan. Nấu súp mà có củ cà cải trắng em nước cũng trong. Rồi cái nước súp nó ngọt các bạn. Ừ. Dạ. Cái gì phải ăn vậy không hoài không con? Con phải ăn vậy hoài không? Lâu lâu ăn là phải hả? Lâu lâu ăn lần thôi hả? Nếu mà phải ăn vậy hoài bật giá học giỏi nha. Nha. Cái này con gái trò chuyện với ông bà cô chú đó. Ông bà cô chú thương con nhiều hơn, xem clip nhiều hơn, cái cha có doanh thu nhiều hơn cha mua vậy, như nấu cho con ăn hoài luôn á. Còn không nấu là không có. Ừ. Chuyện nào? Chuyện nào? Chuyện nào? Suy nghĩ mà. Quá trời suy nghĩ không? Sao hôm nay đi học có gì phải cho mời của chú nghe không? Không biết gì nói gì gì. Mày. Suy nghĩ quá chứ. Thôi con ăn cơm đi. Ăn nhiều nhiều chứ. Ăn nhiều nhiều chứ. Còn chú dưới cũng nhiều. Đũa nào không gấp. Cái gà đũa nó mềm nó lã rồi. Ừ. Cũng chưa sao cũng mà. Cứ cãi vô đi. Móc lại đi, một cái tay giấy. Bóc một tay rồi bóc hai tay luôn. Giống giống trà. Vì 15 bữa cơm này ăn mới có xương cạp là ngon à, thấy con. Ai muốn ưa. Con rót cho đi đến từ đây. Ăn canh một cơm khô khô vậy ngon nè. À.
Điền hết miếng cơm rồi con. Chát ngon quá. Cảnh nó hơi nóng cho con nít. Mấy người có rồi đúng không? Cái viên mà ăn giỏi lên là được con mặt của chú khen nè, đó mà con chú theo dõi nhiều nè đó, xong rồi cha có doanh thu, có cha mua xương nè, mua mốt cha mua tôm cho con nè, mua cua cho con nè, hiểu không? Gái ăn giỏi lên nha, gái học giỏi nữa. Và cha với bà nội là nấu món ngon cho con ăn hoài luôn á. Nấu món cạp mỗi ngày luôn á. Nấu món cạp à? Con chịu món cạp không? Hả? Con chịu món cạp không? Bắt cỡ luôn. Phái cạp à? Cái mẹ bé tuổi con dịch mới đúng á. Cái mẹ cái lẽ con tuổi con dịch mới đúng á. Ai mà tôi không dịch hả? Ngựa. Ngựa hả? Ai dịch sao? Tôi không dịch chứ. Mình là Quy cũng dịch chứ. Mình phá cạp á. Bới rồi mình bới hả? Ừ. Về chưa đói đúng không? Ăn ít thôi. Lâm nè. Vào đó ăn nữa. Cái gì đeo cài thì anh đẹp gái quá. Đẹp không Vy? Đẹp. Bé Vy tự tin lắm luôn. Hả chị chứ con? Mình làm như mình phải tự tin đúng không? Đắp xanh ngon quá, ngọt. Ngọt thiệt luôn á. Cái xong ăn nó ngọt. Mẹ kho ngon, gà ngon. Gà nó giòn giòn, ngọt ngọt, nó ngon thiệt luôn á. Thật á, mình tham coi nhiều lắm. Càng nó ngọt nha. Bắp này không biết bắp gì không? Bắp tay. Bắp tay. Bắp tay bắp Mỹ á. Cũng bắp tay nữa. Bắp tay hay bắp tay? Rồi cha uống nước nữa nha. Được hả? Bắp tay, bữa nay biết bắp tay rồi. Bắp ngọt xưa rồi. Lắm ăn bột 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 ngon ha. Hồi nãy đi học với rước có mấy con cạp đường nặng đường ngang cạp gì khó gạp lắm. Ừ, vậy đó. Cạp đường nặng đường cái đứt ngang qua cái dễ đạp. Lễ từng họ bao luôn. Nó ưa đó cạp rồi đó. Cái gì mà cạp là mấy quy chịu à? Mong không? Ừ. Ngọt không? Con nhỏ mà ông nội còn găng lên là bắp là ngồi cạp trước. Bây giờ hết găng hết cạp được. Mà chồng nhỏ nhỏ đâu có bắp này. Đâu có dễ. Bắp lai bắp trắng mà. Bây giờ có gì đó bắp nếp bắp trắng. Bây giờ ngồi nhìn cháu nội cạp. Ăn cạp hôm nay hả? Không, ăn thì rất là ăn. Trời ơi. <vậy. cười> Có cạp cũng được, nó đang đi qua đi lại đâu cạnh. Hưởng nó gì không? Đi học đi ra, thì từ đường ta thấy thương lắm. Nắng đúng không con? Quá chị chén không bị rồi, cạp không? Cạp bớt đi. Cạp
chút xíu à, hỏi cặp sao ha. Cô chú anh chị và bạn ơi, bữa cơm của gia đình của em đã kết thúc. À, em rất chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và bạn rất là nhiều bỏ thời gian quý báu ra xem video. Em xin đại diện gia đình mến chúc tất cả cô chú anh chị và bạn luôn nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và em cũng xin đại diện gia đình xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn vào video xem. Bye bye. Bye. Con chúc mà cô chú làm sao con chúc đây. Ngày mai sao? Chúc mừng cô chú được sức khỏe dồi dào lành, sống lâu trăm tuổi. Trời ơi, dồi dào, sức khỏe, sống lâu. Thay thế bạn chú. Hay quá. Hay quá.